vô trước rồi. Thầy Quang nhà này ở đâu chú? Thầy Quang ở Lê Cư. Lê Cư à? Dạ. Đến đây con bên này thì Đức Nguyên. Đức Nguyên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Some
Rồi. Chúc cả nhà ngon miệng.